trong dân gặp hội chỉ nở một lần qua. Lệnh vua truyền khắp nơi khắp chốn gần xa, ai là sĩ tử có tài hãy sửa soạn mà lấy kinh ứng thí. Nghe đây, nghe đây. Để huynh về nào, để không hay à? Thế nào, tiểu thư huynh nghe có đến đây chưa? Dạ, nàng vừa báo tin cho người nhà báo tin là một lát nữa nàng sẽ đến đây để tiễn đệ đó. Vậy à? Dạ. Một tấm lòng sắc son hiếm có giữa thời buổi nhiễu như này. Nàng như một cánh sen vương cao cánh đồng đầy cỏ dài. Hiền đệ có phước lắm mới gặp được nàng đó. Còn hai thằng công tử bột đến đây làm gì đó? Đệ cũng nói với Đắc Đạo là sẽ mang giúp hành lý của anh ấy đi đến trường thi đó. Còn thằng Hiếu Danh? Đệ không biết anh ấy đến làm gì nữa. Ủa? Sao lạ gì cả? Rồi không hiểu gì sao mà hai đứa nó lại kéo nhau ra đồng dân đánh lộn tơi bời. Đứa thì bể trắng lỗ mũi ăn nghe trầu, thằng thì sức môi gãi hết mấy cái răng kêu mẹ kêu cha. Hai đứa còn đang phủ bộ thấy ta về ngang mua rượu, không hiểu tại vì sao chúng bỏ chạy ra trần. Cô tiểu loan quá quắt cổ bày ra vụ này, cổ rủ hai anh ấy đi ra khỏi nhà, rồi cổ mới túi vô cho hang đặt nhau để cổ coi chơi. Hai thằng mất dạy mau về quá mạng, để thấy con gái người ta là cặp mắt mở hổng lên. Thế nào, Hiền đệ có chuẩn bị đồ đạc lên đường thí rồi chứ? Đệ chỉ có bao nhiêu đó, có gì đâu mà sẵn chứ không sẵn. Đệ huynh, còn đệ huynh sao mà tiểu đệ không thấy đệ huynh chuẩn bị hết vậy? Ta rất sợ hai chữ công danh làm một chàng ý sống của ta. Vậy chứ mấy năm nay anh đi học để làm gì? Mấy năm qua tôn nhường sứ kinh là để học nhân học nghĩa, chứ không phải để tìm mã lợi danh. Tiểu đệ vô cùng không phục đại huynh rồi. Có gì đâu mà gọi là không phục, đó chẳng qua là y sống khác nhau thôi. Đối với ta đời sự thảnh thơi nơi đồng ruộng, ngày tháng thống dân nơi miền quang giá, mà dòng nơi danh chân cao thấp mạch tình. Để áo ước được như đời huynh, đời một thơ an nhàn vui cùng gió núi mây ngàn. Ta rằng hiền đệ có thực hiện được đâu, bởi vì đôi vai còn nghĩ mang nhiều ân nợ sâu dài. Hiền đệ phải lo trả cho tròn, để phải lên đường lo lập chớ công danh. Hiền đệ cũng đừng nên buồn, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Hiền đệ không thể sống như ta mà ta cũng không thể theo hiền đệ được. Sẵn có rượu đây, ta và đệ hãy uống cạn vài chung để nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay nha đệ. Ôi tiếng cười dở dũng giữa không gian, như thay vạn lời đưa tiền.
xin mấy cạn chén rượu hàng vi cho ngất ngay say mà mơ ước chuyện chén cuối cùng. Giờ ta xin tạm biệt hiền đệ. Đệ huynh đi đâu vậy? Ta đến đầu làng đón hiền đệ để cho đệ còn tạm biệt người tri kỷ nữa chứ. Tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã trải thân luân lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giá cá bạc đen quá nhiều, tôi vẫn còn tiêu tơ là một cách tri âm, cứ tự với tâm chân tình tiểu thơ đáp
ta mấy cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả tâm. Em không dám sanh học đòi với trang nghĩa phủ ngày xưa, đã cắt tóc ban ly tiền tiền chồng ưng. Già số, già số bạc mòn đã chất chiêu trong những ngày nắng xuống tầng sau. Em xin trang trọng trao tay ân cần đưa tiền kê đăng trên. Xin đừng nặng quá mong thời gì ngủ đôi với cha
bất nghĩa của cha với những ngọn đồi hẹn mỏi. Còn tình của em tình cao dời dời với ngọn cây xanh. Cái đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chiều cơ hàng để giữ vẹn tất con em xứng đáng tài dân liệt phùng. Đời giàu có cực mà quá nhiều hạnh phúc thì ta biết phải nói làm sao cho được tròn vẹn chân thành. Bình định xúc động nào đã làm cho lễ dưng dưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt lời đã trao ta nguyện như dèo thành. Em nguyện khép cửa phòng quy đời vàng bãi tổ tay từng ta thuyền.